À, mình gánh đi nha. À, có người đuổi nha. À, cái gánh này mình dễ chạy đi đi tới đi lui nha. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang ở đường 616 đường Hoàng Dông ở thành phố Cao Bằng. Khá là bất ngờ khi mà sáng nay vào một buổi sáng sớm như thế này, tầm khoảng 7 giờ rưỡi, thì mọi người mặc dù là thời tiết ở bên ngoài là mưa nhưng mà mọi người vẫn buôn bán tấp nập như thế này. Thì những cái gánh như thế này khá là xa lạ với những người đồng bằng của mình nhé. Đây là cô này bán thanh long nè, chuối nha. Củ này củ gì chị em nhờ? À, khoai sọ. Thì các cụ ở đây đều bán những cái đồ mà vật vụ dụng ở đây đều có sẵn cô bác với anh chị. Ở đây là nhãn nè, thì thanh long, ở đây là củ sung nha. À vâng ạ. Mít này mình tự trồng ba nha. À, mình hái ở trên gần xuống nha. À, của nhà mình thôi. Cụ năm nay bà nhiêu, năm nay nhiêu tuổi rồi nha? À, 70. À, ba người Tây luôn nha. Người Kinh. Thái Bình. Vâng. Chúc bà khỏe nha. À, cái dãy bên đây nữa thì mọi người bán ở đây, gặp một em gái người Tây. À, em thì bán ở đây có nhãn nè. Nhãn này một chùm như thế thì em bán chỉ 25.000 đồng nha. À, bên đây thì thanh long. Em là người Tây à? Em năm nay nhiêu tuổi em gái nhỉ? Em 30 tuổi ạ. À, 30 tuổi. Hàng ngày mình có bán như thế này hay sao? Vâng, hàng ngày mình bán cái này. À, em bán cái này là mình mua sinh chính hay là sao? Dạ. Mình ngoài việc bán này mình còn làm gì nữa không nhỉ? Không, em toàn bán cái này thôi ạ. À, toàn bán này mình lấy mua đi bán lại hay sao? Vâng, em mua bán lại. À. Ở bên đây thì có cô bên đây thì bán chuối. À, cái này mình gọi cái đồ đựng này mình gọi. À, cái này gọi là đồ gì nhỉ? Đồ gánh nha. À, ở đây là trà xanh nha. Một bó như thế này mình bán sao cô nha? 5.000 đồng nha. 5.000 đồng. Ồ, rẻ thế. À, như thế này mình nấu được bao nhiêu lần nước nha? 6 lần thì hết. Ồ. Mỗi lần thì muốn nắng phải bé vào trong ấm thôi. Chị là người Tây hay người Nùng? Nùng nha. Vâng, chị sống ở làng nào? Trong này. Ờ, gần đây nhỉ? Ờ, thì bán như thế này lâu chưa? Lâu rồi, bạn bị nắng rồi. Bên đây thì ổi, chị này thì bên đây thì bán ổi với lại chuối già. Đây mình kêu là chuối gì chị nhỉ? Chuối tiêu. Chuối tiêu nhỉ? Một đà nãy như thế mình bán bao nhiêu tiền nhỉ? Đấy, thôi, 5.000-4.000. Ồ, khá là vui và nhộn khi đây giống như là một cái chợ phiên nhá. Ở đây thì mình, bà có thường bán như thế này lâu chưa bà nhờ? Vâng. À, đi bán cả đời rồi. Ồ. Oh. Năm rồi. Ồ. Oh. Gao lan nhờ? Gao lan. Ồ. Oh. Oh. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài 70 rồi. Vâng. Ở đây các cụ sống thọ quá, thấy 70, 85 tuổi vẫn còn đi ruộng, đi nương bình thường. Vâng. Bà là người Kinh, người Tày hay người Nùng nhờ? Nùng thôi. Nùng thôi nhờ. Bán như thế này là bán lâu rồi. À, cái địa điểm mình bán như thế này là lâu chưa bà? Cái lâu địa điểm rồi. Này. Ồ. Ở đây thì cũng chè. À, đây chè. Là lá chè. À vâng. Lá chè để pha nước uống ấy. À. Lá chè pha để pha nước chè xanh. Vâng. Phải sao? Cháu ơi, vâng. Lấy cái gì chú ạ? Mình trồng à nha. Ừ. Mình trồng. Người Nùng. Cô là người Nùng. Cô là người Tày. Ồ, vâng. Rất lạ, đây là rau muống. À, đây rau muống luôn nha. À, gánh như thế này nó có nặng lắm không? Không nặng mấy đâu, gái nếu mà gánh nặng thì phải đầy đến quang này thì nặng, nhưng mà hôm nay hãy thôi, mưa à, mình gánh đi nha. À, có người đuổi nha. Ồ. À, cái gánh này mình dễ chạy đi đi tới đi lui nha. À,
Nặng không lắm không bà? Vâng. Cần cháu đỡ lên tiếp không? Chào em nhé. Dạ. Chạy. Chào em gái nha. Con chào bà nha. Cháu đợi lên tiếp cho. À. Đau vai không bà? Không. Không. Ở đây tất cả đều là rau gừng hết nha. Cậu này là rau sạch. Dạ. Một. Rau mua một. Một. Gặp cái cảnh này thì Bùi Hồ lại nhớ lại một cái câu, đó là mua gánh bán bưng của các cụ, các chị. Và đặc biệt là đa số ở tỉnh Cao Bằng này thì các cụ, các chị đều là người dân tộc Nùng hoặc là dân tộc Tày. Thì chỉ trong những người mà Bùi Hồ có phỏng vấn hỏi thì chỉ có một bà là người Kinh ở tỉnh Thái Bình lên đây thôi. Khá là vất vả khi một cái gánh đó cũng rất là nặng chứ không phải là nhẹ đâu. Con không nghĩ là bà tuổi cao như thế này bà vẫn gánh được cái gánh chè bên đây với lại cái gánh chuối bên đây. 73 rồi. Ồ, vâng. Bà có con cháu hay không nhờ? Có được. Có con cháu được. Bà bán bà cảm thấy khỏe hơn nhờ? Vâng. Không có người đi bán nữa nè cháu. Ờ. Để cháu cầm lên nữa. Cái này khoảng chừng 30 cân, 40 cân của bà. Khoảng 30 cân. Dạ vâng. Cái này nhẹ hơn tí xíu nha.